thể vun mát tâm hồn mình. Này cậu trai thân tình, buồn làm chi hai em? Có giọt nước rơi trên mi, khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng. Hình như nương cũng biết dần, nàng đã xa cách ta. Ôi giọt nước đau thương kia, chớ vội không khiến ta thêm buồn. Vì ta cũng đã biết rằng, nàng đã xa cách ta. Người nỡ quay lưng ra đi, dẫu còn chút vẫn thương trong lòng. Thì người yêu ơi, ta biết rằng nàng đã quên mất ta. Ta ôm một chút đau thương thôi, dẫu tận kín mãi trong tâm hồn. Vì người yêu ơi, ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Vì người yêu ơi, ta xe này của ai đấy? Xe của anh chủ nhà em mà. Xin đánh cái bài làm tao buồn hơn mày, não hết cả ruột. Tao không biết đâu. Thế mà sao rồi? Chuyện nào sao lại qua thế này? Em mới ném hoa, lá tung con gấu đi. Sao có thể làm thế được nhỉ? Tao chán lắm rồi đấy. Thế em thích hiểu nhầm thôi, cứ giải cho em hiểu nhầm đấy. Thôi được rồi, tao nghĩ cũng nên thế. Càng cố thì đi càng đi vào ngõ cụt thôi. Tao nghĩ mày nên cứ thoải mái đi, rồi mọi chuyện nó sẽ đến thôi, cứ để tự nhiên đi nhở. Tao vào đây. Gấu mày này, hoa mày này. Đừng buồn nhá. Chưa rồi, dậy đi. Chưa rồi, chưa rồi. Nấu cơm chưa? Nấu rồi. À mày gấp chăn màn rồi đi ăn cơm đi. Ôi, chăn màn gấp gì, tối rồi nào ngủ tiếp. Thế lần sau ấy, mày đi á mày đừng chửi đít nữa. Lần nào mày đi ăn tiếp. À gấp xong thì lau nhà nhá. Cái nhà lúc nào nó sẽ bẩn mà phải. Nhanh đã ăn cơm tao chờ rồi. Trời có rằng em luôn nhớ về anh, đêm mai phải hỏi mặt trăng.
Tao quyết tâm rồi. Quyết tâm gì? Tao sẽ không để em tin hiểu nhầm nữa. Tao phải làm mọi cách để lấy được tình cảm của em ấy. Tao... Tao sẽ làm mọi cách. Đơn thế. Bây giờ mày cái cách gì chưa? Đấy. Mày cố gắng lên. Con gái ấy là nhiều đứa thích nghe đàn lắm. Tao nghĩ tiền nặng thế đấy. Ngày xưa tao đánh đàn ấy, tao tán được khoảng hơn 10 đứa. Kinh ạ. Thế bây giờ mày cứ học đi để lấy lòng nó. Mà lúc nãy tao bảo mày cái gang ấy. Cái gang la nó thì vẫn lại rồi. Gang hả? Nghe này, mày nghe này. Đúng nè. Đánh đánh từng giây thế này. Đánh mày gãy gãy điệu ấy đi. Gãy điệu slow đi. Thế là đã hay chưa? Hay đấy. Hay. Cố lên. Tập đấy. Tập đi. Đâu vậy? Bây giờ bài tập đi nhá. Để tao với thằng Đông đi ra ngoài. Đánh hay đúng không? Ừ, tập đi. Nhìn tình tập đi. Tập đi. Tao bảo chúng quán bật điều hòa đâu vậy? Đi. À con à, cái ảnh hôm tao chụp cho mày trên người kiến đấy được hơn 1.000 like này. 1.000 like luôn này. Ui, 100 comment luôn. Cái gì? Sao đây? Cái này là cái siêu cái tiên này. Vẫn treo tán à? Người ta không treo đâu, chỉ là người ta hâm mộ mày 1.500.000 like cơ mà. À mà, có đứa nó bảo mày là có người thấy mùi là Thanh Long chấm mắm tôm không nhỉ? Đúng rồi. À đúng rồi, cái này đọc những người nào đọc sách Lexstone tôi mới hiểu được. Còn mày chưa đọc đúng không? Thôi đi đọc đi. Đi đọc mới hiểu được. Thôi là sao mày nói luôn đi. Không nghe. Tức là nó vừa ngọt lại vừa khắm ấy. Mày có gửi thấy một người đấy không? Thôi chưa đi thôi. À, thôi về đi. À mà sao mày lại dạy thằng Dũng đàn? Thực ra lúc đấy tao bí quá, đang chơi đàn thì nó hỏi thế tao mới bảo thế thôi. Chứ bây giờ là tự nhiên mà nghĩ ra một cách nào cho nó thì khó lắm. Nhưng mà thường giống mà học đàn thì cái tiền đâu hết dần không? Có thể có thể không. Nếu cái tiền nó thích nghe đàn thì tao nghĩ là sẽ có. Còn nhưng mà đa số bây giờ con gái không thích nghe đàn người ta đâu. Tại vì ngày xưa ấy thì có máy tính đâu. Nhưng là tán gái thì cần bắt đàn người ta là tán được thôi. Nhưng bây giờ ấy, nó nghe nhạc còn lên điện thoại, máy tính nó nghe rồi. Thì tao nghĩ là hơi khó. Thôi kệ nó đi. Mà thôi về đi. Về đi, tao cũng xuống đất nước xong hết rồi. Thôi về làm gì? Điên à? Thế lại làm gì? Lại chơi. Bây giờ mày về ấy, thằng chúng nó hành xác mày chết. Tao tập guitar nhà kìa. Ờ nhờ. Bây giờ mà tao mà về nghe cái tiếng đấy thì mày mời tao đi, làm mày trận rồi về nha. Kệ tối rồi mày. Cô gái anh thầm yêu,
lúc em cười mùa xuân trong anh, lúc em buồn mùa đông vây quanh. Em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em, rồi mai em phải đi học xa. Xa, ngước lên trời nhìn vì sao đêm, anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong trong anh, lúc em buồn mùa đông vây quanh. Em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em, rồi mai em phải đi học xa. Người ơi anh chỉ yêu mình em, lúc một mình nhìn về nơi xa, lúc về trời sau đêm. Anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn. Sao nhìn mặt mày thẫn thờ thế nhở? Ừ, thẫn thờ. Quá là thẫn thờ. Chúng mày biết là chúng mày vừa phá tan một cái giấc mơ tươi đẹp của tao. Mày phá tan giấc mơ của nó kìa. Nó mơ gì? Sao mày là... Đúng rồi, mày đâu đúng là đúng rồi. Cái thời điểm bây giờ ấy, nó chỉ mơ đến tiên thôi. Sao mày biết? Giáo sư cái gì mà chẳng biết. Mà chúng mày nghe tao đánh đàn đã hay chưa? Theo những cái sự nghiên cứu của tao ấy, thì mày như đánh đàn như thế này là hay rồi đấy. Quá hay. Ồ, hay. Hay, hay, hay lắm. Hay cực kỳ. Hay. Thế đánh cho em tiên nghe được chưa? À thì cũng theo cái sự nghiên cứu của tao ấy, là đánh cho em tiên nghe được rồi đấy. Tại vì tao với thằng Đông đang ngủ mà phải bật dậy ra đây để nghe mày hát đây này. Hay cực kỳ. Hay, mày cứ cố gắng lên. Tiên là mày. Thì thôi chúng mày đi vào đi để tao lấy không gian con tập. Lấy con tập anh nghe đi nha. Nghe rồi. Đi vào đi. À, bé rồi. Bé thôi nhá. Sao thế? Mày nói bé thôi. Mày không biết à? Hả? Mày đánh đàn thế này. Bây giờ mày đánh to cho cả xóm nghe thì cả xóm nghe mất đúng không? Bây giờ ấy, mình phải ích kỷ vào. Mình phải đánh cho mình cái tiên nghe thôi. Mình thế là nhỏ vào. Giấu bài nghe chưa? Bé thôi. Đánh mỗi mình mày nghe thôi. Mày nghe cái tiên nghe thôi, đừng cho hàng xóm nghe. Nha. Ngày xưa anh hát xiêm bài ca. Anh à?
Thôi mà, cái máy tính đấy đâu phải máy tính của anh đâu. Nó không phải máy tính của anh thì của ai? Đồ Dũng còn gì nữa. Thế không phải anh với Dũng chơi với nhau sao? Cái đen cũng như nhau cả thôi. Thôi mà, anh là giáo sư, làm sao mà anh cùng đẳng cấp bọn nó được. Em làm sao so sánh được như thế? Thôi đừng giận nữa nhá. Thôi nào, anh xem nào, xem tại sao đây. Xem bị hết điện ạ. Điện ạ? Không rồi, anh dắt cho, tôi nhớ anh về xóm ạ. Không thế ạ, thế nào em thôi. Mày dắt xe cho rồi ấy. Sao mà vẫn cứ buồn đấy? Tại vì hôm nay em thi chết, nhưng mà em không được bài. Không được bài à? Hôm nay em thi chết đấy. Em được mấy điểm chết? Ui chào lắm anh ạ, em bị sai mất một ý rồi, em được 9 điểm thôi ạ. 9 điểm? Những người mà xinh đẹp giỏi giang như em ấy, 9 điểm là thấp rồi nhỉ? Ơ nhưng mà những lúc buồn thì em phải làm gì? Lúc buồn thì em thường chỉ ở mình thôi là nghe nhạc. Lúc buồn em thường nghe nhạc. Ở đấy à? Đúng với anh đấy. Ok ạ. Ờ. Rồi, anh có thế ạ. Trời, mệt quá. Mà cái xe của em nặng thật đi. Vâng ạ. Ơ, hai. Anh ơi, em cảm ơn anh vì hôm nay dắt xe của em. Anh để xe dưới đây cho em nhá. Hai ạ. Nhìn anh thế. Kia. Kia. Sao mày lại thẫn thờ đấy? Thế đàn đúng tập tành thế nào rồi? Ê, tập từ sáng giờ đây. Mà vừa về nhà cái em phi vào phòng ta tạo bất ngờ thì còn bất ngờ gì nữa. Ờ, không hiểu sao thế mà nó lại chạy luôn vào phòng nhỉ? À, tao có một tin vui cho mày. Thật á? Ờ. Em tin em ấy bảo với tao ấy. Ừ. Là mỗi lúc em ấy buồn là em ấy thích nghe nhạc lắm. Ê... Còn một cái vui hơn nữa cơ. Sao? Đấy là tao được biết là em ấy đang rất là buồn vì bị diệt kéo. Mày thấy tao đánh đàn đi là hát đã được chưa? Đủ tầm chưa? Theo những cái sự nghiên cứu của tao ấy thì với cái trình độ này thì tao cảm nhận là nó cũng bình thường. Nhưng mà cái này này, tiếng đàn và tiếng hát của mày ấy, nó có chứa một nội lực và một cái sự chân thành. Con gái ấy, nó lại thích sự chân thành như thế lắm. Như thế là mày triển đi, hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ừ, đây ấy.
cho khô này. Tao khô đầu đi. Cái gì mồ hôi này? Trời. Sao kia em lại làm như thế với tao nhỉ? Thì bây giờ đang giữa trưa, em mới lại buồn. Mày lại mang đàn ra đấy đánh như thế. Thua. Nhưng mà thằng Đức nó bảo là lúc nào buồn thì hát cho em mới nghe mà. Thằng nào? Thằng Đức. Thì lúc đấy mày phải hiểu là con gái cũng khó hiểu. Có phải lúc nào nó cũng đúng như là bài toán đâu. Đúng không? Con người làm sao đúng như bài toán được, vì thế là... Mà cũng tại mày ấy, không đúng người đúng lúc gì cả. Tao có bảo buổi trưa đâu. Thế bây giờ tao phải làm sao đây? Làm sao? Nếu mày còn tin tưởng tao thì còn một cách duy nhất. Cái này là cách tối ưu nhất luôn. Như nào? Tỏ tình một cách lãng mạn nhất. Như này, đây. Hay. Giáo sư thì... Xin miếng. Ăn với nào? Bò. Thôi, hôm nay tao bảo. Hôm nay tao sẽ trang bị cho thầy Dũng tỏ tình ngày tiên. Theo như cái sự nghiên cứu của tao ấy, là cái tiên nó rất thích màu hoa, rất thích màu vàng, đúng không? Thế là cái phong cách của em mình là phong cách rất là hoàng gia quý tộc, một phong cách rất là royal. Vì thế là hôm nay tao sẽ Dũng ơi, tao bảo là đây, tao sẽ trang bị cho thằng Dũng một chiếc áo màu vàng, một cái quần màu xanh. Mày nhìn nó giống bông, một bông hoa cúc chưa? Đấy, phong cách hoàng gia, phong cách quý tộc nó phải thế. Đấy, bây giờ ấy Dũng chỉ cần tự tin đánh đàn, hát và tặng quà, tặng hoa, phải hoa màu vàng nữa. Nhưng mà hôm trước tặng hoa cúc cũng lỗi rồi mà. Mà hôm đấy em ấy chả ném đi còn gì nữa. Hôm đấy mày tặng hoa cúc lỗi là do mày tặng bố nhách quá, cầm hai cành hoa như thế không bó lại thì làm sao mà nó thích được, đúng không? Tặng cái sao để bó cho nó đẹp một tí chứ. Đúng. Đây, nhân cái đại tiện hôm trước là tao có lỗi mày ấy, đến bây giờ tao chuẩn bị cho mày đây. Tinh 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 này, một bó hoa cúc được bó rất là cẩn thận này, đúng không? Khi mày hát xong mày chỉ cần mang tặng cho cô, cho bạn tiên là được rồi, đảm bảo cô ấy sẽ thích. Thế mày thấy ổn không? Được không? Quá ổn, quá đẹp. Nhưng mà không phải cảm ơn tao đâu. Nhưng mà làm ở đâu? Tỏ tình đâu gì? Ừ. Tao cách. Đây. Cái gì? Cách này này. Ok. Để lại một củ. Kiểu khảo đầu muốn ăn. Chào ơi. Chào. Dạ, anh Đức ạ? Chào em. Trang chơi sinh gái của xóm. Anh lại chơi đều em cái gì? Anh chơi đều em làm cái gì? Anh là giáo sư cần gì phải chơi đều ai? Mà theo cái sự nghiên cứu của anh nhá, những đứa con gái tên Trang thì rồi anh, những đứa tên Trang toàn đứa xinh gái gì, mỗi mình em xấu. Không, hiểu nhầm anh rồi. Làm gì mà như thế, theo anh nói ngược lại. Những đứa con gái tên Trang ấy thường là xấu, béo, ham ăn. Hết chưa? À, hết rồi. Anh vừa tắm gì? À, đùa đấy, đùa, anh chưa đùa em thôi. Tức là, còn một cái nữa. Đấy, trừ em ra, em là xinh gái. Đây, mày có cái này này. Cái này là anh mang từ quê rồi đấy, xách tay nhá. Đây là tỏi đấy. Nên là anh cho em này. Xin nhá. Mỗi mình em đấy. Nghe thì nó bảo là em rất thích nấu ăn, nên là cầm này mà chiều nấu xào tôm muối ấy, ngon. Yêu anh Đức tâm lý thế. Ừ, chuyện tâm lý là anh mà. À, anh có một chuyện muốn nhờ em. Anh nói đi. Ừ, chuyện là thế này. Thì chưa hiểu chưa? Nhá, giúp anh nhá. Mày không giúp là chết đấy. Rồi ok. Nhớ chưa? Rồi, cứ không rồi. Anh đâu lại tỏi đấy. Rồi. Says
cuộc sống của tôi nữa đi. Xin em đấy. Cắt. Không, anh ơi, đừng cắt. Cứ để em diễn sâu thêm một tí nữa. Bình thường anh toàn bắt em chạy rồi. Hôm nay em muốn chạy, anh cứ để cho em chạy. Thôi được rồi, phim mình phim hài mà. Rồi giờ chú chạy đi. Vâng, em cảm ơn anh, em chạy đây. Anh ơi, thằng bạn em nó chạy rồi thì anh cho hai đứa em chạy cùng nhá. Thôi được rồi, chạy đi, chuyển cảnh cho dễ. Tôi lại hát, lại đi cuộc sống với những tính toán. Vì biết bên tôi sẽ có những người bạn, luôn có những nụ cười cùng hòa nhịp đàn tiếng ca. Một ngày ta mệt không? Chú có mệt không? Hết buồn chưa? Mệt buồn này, chú có mệt thôi. Giả thì hết buồn rồi. Mày không hết buồn chưa? Chú hết buồn à? Tại thế mà không hết buồn à? Thế rồi. Tao dẫn mày đến một nơi. Con tên là con Tung. Thì cho mày hết buồn. Còn nó nhiều năm năm trời. Nó động viên thằng này các thứ. Chúng mày chạy xa thế. Đông này. Đây là cái chỗ mà tao bảo mày giải tỏa ấy. Những lúc buồn ấy tao thường ra đây tao ngồi lắm. Đẹp không? Tao hiểu rồi. Đây chúng mày không? Tao giải tỏa thế này. Xuống đi. Đây là không phải anh định. Đây không phải là chỗ để mày nhảy câu. Chỗ này là để anh em mình ra đây nói chuyện hàn huyên với nhau. Đây nhân tiện tao có chuẩn bị chai rượu hôm vừa rồi về quê nhảy được của bố ấy. Đấy. À, có gì rượu. Tao có hai quả này đây. Quả nào? Đây. Quả này thì thật ra chẳng có. Quên. Đây. Quả xoài. Lấy đâu ấy? Nãy đi bên đường. Khách của bà bán hoa quả đây. Sao cái gì mà em cho túi quần này được vậy? Có thêm tí lạc giang nữa. Hôm nay ấy, tao với ông Đông sẽ hết mình với mày. Đi, buồn làm cái gì? Gái cũng là phù du, hiểu không? Đây, lạc giang. Đây là rượu. Tao nhảy từ quê ra, hôm nay không say không về. Tao không uống mà. Không uống được đến hôm nay. Cái chuyện này là phải uống. Nghe nào, đây cho mày khai sinh anh mày ra đi. Không, tôi mày uống đi thôi. Không uống không? Tôi nhấp môi thôi. Không uống à. Nhấp môi tao thôi. Nói là cần... Nhấp môi. À được. Nhấp môi thôi. Sao lại uống kinh vậy? Mày sâu rượu à? Chú ơi, tao là thằng này đừng có bao nhiêu tiền nữa. Đôi lúc khiến ta quên đi những tham mê. Để dù một ngày lại trôi như thế. Tình sắc nơi đuổi theo những dòng xe. Giờ khi cô đơn đi trên lối về. Đoạn đường hôm nay bỗng sao quá xa. Và dù tôi... Anh này, mình nhớ ấy. Cái lần mày mang cái con chè 200 cây ấy mà vẫn lại ấy. Tao cũng thấy nó cứ sai. À, sai rồi đấy. Ờ, cứ sai nào ấy. Mà tao nói mình biết không? Cái hôm ăn thịt ấy. Tao thấy vị nó cũng sai sai. Nhắc mình nhớ. Tao cũng thấy nó sai sai của gì ấy. Tao cứ nó quên mất rồi. Qua khi ta cùng nhau hát vang. Cuộc sống đôi lúc lắm những bộn bề, đôi lúc khiến ta quên đi những đam mê, để rồi một ngày lại trôi như thế.
thế. Tình sắc nối đuôi theo những dòng xe, dù khi cô đơn đi trên lối về, đoạn đường hôm nay bỗng sao quá xa. Và rồi tôi lại hát, lạc đi cuộc sống với những tính toán, vì biết bên tôi sẽ có những người bạn, luôn có những nụ cười cùng hòa nhịp đàn tiếng ca. Một ngày ta tìm thấy bình yên trong từng câu hát này, từng bước chân ta còn ghi mãi những kỷ niệm, tô vẽ những chặng đường, những muộn phiền rồi sẽ qua khi ta cùng nhau hát vang. Muộn phiền sẽ qua thôi, hãy mỉm cười nhìn về ngày mai, mình cùng sát vai nhau ta cùng. Tao phải nói với em tiên vài điều. Đấy đâu ấy? Tao sẽ hét ra cả cái thế giới này. Tao sẽ nói với em tiên vài điều. Đâu ấy? Thế còn đó làm sao kìa? Đó làm sao kìa? Làm gì đấy? Tiên ơi! Ôi ôi ôi! Ây ghê em! Em nó mẹ giữa sông mà vọng thế. Ôi ơi ơi ơi. Anh Hận thế. Anh Hận tại sao anh lại yêu em như thế? Còn ghi mãi những kỷ niệm, tô vẽ những chặng đường, những mỗi chuyện rồi sẽ qua khi ta cùng nhau hát vang. Trường gấp để tao chép bài cũng hôm qua. Tại vì hôm qua mình đi tỏ tình thằng với thằng Dũng mà, nên là không chép bài được. Ra đây thì toàn các bác sĩ biết khỏi bến thôi. Thế nên là đang đứng thì gặp ngay em Yến Giò đứng đây. À mà anh Dũng đâu hả đâu? Hả? Mày gọi nó là anh, trong khi nó là bạn tao. Tao biết bài đấy, sao à? À mà Dũng đâu rồi? Nó nằm ở nhà rồi. Qua uống rượu say quá, bây giờ ốm liệt giường rồi, lại không chơi. Ngủ quá. Anh cũng ốm á? Ừ. Ốm nặng không? Tình hình là nặng lắm, sợ không qua được đâu. Hôm qua anh em mình cũng uống rượu mà. Ừ. Đúng là cái thằng yếu sinh lý. Yếu sinh lý quá. À mà Yến này, có Yến đâu? Có hỏi anh em mình à? Bác sĩ biết nhanh thế. Thôi kệ nó đi. À, nhắc mới nhớ ấy, cũng thấy thương Dũng thật, nó tội tội nhỉ? Vì chuyện cái tiên mà nó buồn mà phát ốm đi. Tao nghĩ nó ốm là do cái tiên đấy. Thế nhưng mà mày là giáo sư ấy, thì mày có cách nào giúp nó không? Đương nhiên. Theo những cái sự nghiên cứu của tao ấy, là tao có một cách nữa. Đấy là phải lấy độc trị độc. Tức là lấy cái tình yêu mới để đè bẹp cái tình yêu cũ của nó đi. Là sao? Mày có chưa hiểu à? Bảo sao mọi người gọi mày là đông đủ. Tức bây giờ này, nó đang buồn em tiên đúng không? Thì bây giờ phải có một em tiên khác này, hoặc em Hà, em Huyền, em gì đấy. Đúng không? Nó yêu em ấy thì để em, để nó quên đi cái em tiên cũ, hiểu chưa? Chưa. Thôi, quên mẹ đi. Mày đúng là đông đủ. À thôi, xe buýt sắp đến rồi này. Chứ mày đi, 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 đi. Thôi, bây giờ lên có kịp học đâu. Vào tiết giờ gì nữa. Thôi đi trà đá đi, ra kia có quán trà đá ngon lắm, tao mời. Ừ. À nhân tiện tao trả mày 100.000 luôn. Không được đúng không? Ờ, chứ vay đây. Mày thế hôm qua thằng Dũng nó vay hết tiền tao, bây giờ không có tiền mà ăn luôn.
nặng tí nước mía nhỉ. Năm nay vừa có 100.000 đô cũng chưa. Chị ơi, con xin có nước mía vậy. Con ra chị tí. Này nóng thế. Bố ra một vật khác. Nó mới đến 40 độ ấy. Ấy, anh chủ quán ơi. Cái gì đây? Hôm nay trời nóng quá. Mà cốc này đang còn nhiều đá quá. Anh cho em xin thêm ít nước đi. Để uống hết chỗ đá này đấy. Được rồi, đưa đây. Không tính tiền đấy nhá. Nếu là không tính tiền cho em đấy. Biết rồi. Anh xin. Anh ơi. Thằng kia đưa nốt đây, anh cho mày nốt đây. Cho nó xin ít để uống hết nốt trụ đá đấy. Quá tốt một quá. Uống đi mày. Đây. Chị ơi. Trời nắng quá. Chị cho nhiều đá quá, chị cho anh thêm ít nước mía nữa uống nốt trụ đá này thôi. Thêm nước mía à? Dũng ơi, Dũng. Dũng ơi, Dũng. Yeah. Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm gì đây vậy? Tớ nghe Đông bảo là cậu bị ốm nên tớ sang thăm cậu. Cậu thế nào rồi? Tớ có làm sao đâu mà. Thằng Đông này. Tôi cảm ơn cậu ấy. Thế bây giờ cậu về đi. Tớ rảnh mà, không sao đâu. Rảnh cái gì mà rảnh, sáng nay vẫn còn phải đi học đấy. Thế là làm phiền cậu lắm, cậu về đi. Cái gì đâu mà phiền. Mà cậu còn đói không? Cậu muốn ăn gì không? Không, tớ không muốn ăn gì đâu. Tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Thì tớ sẽ ngồi đây với em nào. Cậu cứ đi ngủ đi. Nhưng mà thế thì... Không sao đâu mà, cậu ngủ tiếp đi. Tớ cũng mệt lắm rồi. Thì sáng nay bảo là chú được uống 10 cốc nước mía. Thế mà không mười anh với. Thì bò vãi. Cắt Yến phải không? Trời đất, sáng nay biến nhanh thế. Mà tại sao nó sang thăm thằng Dũng nhỉ? Là sao ta? Hay là nó thích thằng Dũng? Mày có thấy cái mùi gì không? Theo như cái sự nghiên cứu của tao. Dẹp mẹ cái sự nghiên cứu của mày đi, nhìn cái này. Chân gà này. Cái nào nhỉ? Cái này chắc là cái Yến nó làm cho Dũng đấy. Hơn một năm rồi tao chưa được miếng cháo gà nào.
theo mày có nên xin ít không? Theo như cái sự nghiên cứu của tao. Thôi dẹp mẹ sự nghiên cứu của mày đi. Đi. Theo ăn à? Đi đi đi. Thế nào? Cậu vẫn ở đây nãy giờ. Không mà, tớ có làm sao đâu. Uống chút nước đi. Cảm ơn. Tôi có nấu một chút cháo gà cho cậu ấy, ăn một chút nhá. Cậu chú đáo thế, nhưng mà thôi cậu để đấy mà ăn, tớ không ăn đâu. Thôi mà ăn một chút đi cho nhanh khỏi. Thế tùy cậu vậy. Ơ, ăn cháo gà mình để đâu lâu rồi nhỉ? Mình nhớ là mình để ở đây mà. Đâu rồi?